cơm Judy. Các bạn ơi, đây là món bánh đặc biệt của cái Tết ở Taiwan nha mọi người. Bánh này là bánh củ cải. Củ cải người ta làm ra bánh, mỗi một nhà Tết phải có, đặc biệt phải có cái bánh này. Bởi vì sao mọi người biết không? Ở bên đây người ta gọi là sai thật, sai thật thôi. Cho nên ở Taiwan mọi người ăn Tết đều nhà nào cũng được, nhà nào cũng phải có bánh này hết. Bởi vì cái bánh này là cái món gia truyền của đặc biệt của người Taiwan nha mọi người. Nhưng mà bánh này rất là ngon, rất là ngon mọi người ơi, vì nó thơm củ cải vậy đó. Ví dụ như Tết đó, mọi người biết không, nhà người nào cũng, nhà nào cũng có, cũng có rất là nhiều món ăn. Cho nên cái này là mình nhiều khi thay vì có người thích ăn cơm, có người thích ăn bánh này, rồi với lại những cái món ăn khác hòa lẫn với nhau rất là nhiều món trên bàn. Cho nên đặc biệt là món này là đương nhiên nhà nào cũng phải có. Bây giờ trước đi đã mua rồi, nhưng mà mới mua có 3 ký thôi, còn dặn thêm 10 ký nữa, nhưng mà ngày 28 Tết, ngày 29 Tết mới lấy. Bởi vì sau ngày 29 Tết người ta làm rồi mình lấy, để mình để ăn từ từ cho tới mấy ngày Tết luôn. Bởi vì Tết nhiều khi có con đi về nè, rồi có khách đến nhà nè, thay vì mỗi cái món khác thì mình nấu rất là lâu. Rồi một hai món trước đi làm để sẵn để trong ngăn đặt đá, rồi khách tới thì mình đem ra mình nấu cho nó nhanh. Rồi cái món này chiên cũng rất là nhanh. Rồi có người thích ăn hột vịt đó thì chặt để hột vịt lên, rồi có người không thích ăn hột vịt đó thì như vậy chiên xong rồi chấm nước tương xay á mọi người. Thì rất là ngon. Có người thích ăn ớt thì chấm ớt, có người thích ăn nước tương ớt thì chấm nước tương ớt. Ví dụ muốn ăn chấm những cái nước chấm như thế nào thì tùy theo mình này. Nhưng mà đặc biệt cần phải chiên xong cho nó giòn, cho nó thơm như vậy đó. Là cái này là cái bánh củ cải nha mọi người. Xin mọi người xem kênh Chúa Tri Giang và hãy ủng hộ cho Chúa Tri Giang nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Để mọi người đợi chút đi, chiên cho nó vàng một cái để cho mọi người xem nha. Bởi vì hôm nay rất bận, bởi vì đang làm công việc rất là nhiều. Vì đón xuân rồi mọi người ơi, Tết đến rồi mọi người ơi. Bầu không khí của Tết rồi đó mọi người. Hôm nay đi chợ mọi người thấy thật quá trời nhiều người luôn. Không thể nào mà cầm cái máy quay phim được, người ta đứng người ta nhìn mình nó ngại lắm mọi người ơi. Với lại mua nhanh nhanh đặng về nhà, đang còn làm công việc nhà nữa, cho nên không thể quay những cái cảnh chợ cho mọi người xem. Nhưng mà mình chú đi thấy rất là nhiều người có quay clip trong cảnh chợ rồi, cho nên thôi thấy vậy thôi không quay cho mọi người xem. Về làm ăn cho mọi người xem rất là ngon. Vừa nói và vừa chảy nước miếng cũng có ngon đó. Bởi vì bánh này ngon lắm mọi người. Chú đi sống ở Đài Loan rất là lâu rồi, mình biết là cái bánh này rất là ngon. Bánh cải rất là ngon. Bánh này đặc biệt, bánh đặc biệt của người Taiwan này nha mọi người. Đó, nó vàng như vậy đó. Mọi người thấy nó vàng như vậy đó, xà đào được rồi đó. Cái này chưa vàng không, một phần phải trở lại một lần nữa. Có cái nhiều vàng rồi, có cái nhiều chưa, phải đợi một chút cho nó bị. Mọi người nhớ phải chiên cho nổi cái chảo chống dính nha mọi người, bởi vì cái này nó dễ dính lắm. Bột có hình thường nó dễ dính, nhưng mà cái lửa đừng lửa quá cao nha, lửa riu riu thôi, lửa vừa thôi. Nếu mà lửa cao quá thì có thể là nó khét bánh, nó mau khét bánh thì không ngon. Mình phải chiên cách nào mà cho nó vừa vàng cái bánh thôi, cho nó thơm là được rồi. Cái tay cầm cái máy quay cho nên nó khó làm công việc của mình, nó khó chở cái bánh, bởi vì con của chú đi nó ngủ quá rồi. Tụi nó ăn sáng xong rồi, giờ này tụi nó bấm điện tử xong rồi, tụi nó chơi xong rồi, tụi nó mệt mỏi ngủ mà. Khó chở quá, không có ai quay giùm. Đó, vàng rồi đó. Cái này là mua mọi người ơi, mỗi năm là trước khi làm không mà năm nay bận quá thôi, thay vì thôi mua không có làm. Nhưng mà bánh này trước khi biết làm
cũng dễ làm chứ không có khó làm mọi người ạ. Bởi vì học theo mẹ chồng á, rồi mình dạy dạy nó cũng dễ chứ không có khó, nhưng mà được nó rất là tốn công, tốn thời gian lắm, rồi cho nên không có thời gian còn làm mấy cái món khác nữa. Ví dụ như thịt kho rượu nè, những mấy món khác này, thịt kho tàu rồi đó, mấy cái món khác là mình làm trước rồi mình để trong tủ lạnh, rồi tới đến có khách tới thì mình đem ra mình thăm tắm mà được. Rồi để có khách tới lớp nào tiếp khách nào, rồi lớp nào rồi làm đồ ăn nữa, không có thời gian. Cho nên mấy cái món nào dễ mình làm trước, mấy cái món nào mà để được tủ lạnh đó thì mình làm trước. Rồi một hai món mà mình kêu ở nhà hàng đó, mình đặt sẵn ở nhà hàng người ta làm cho mình đó. Rồi tới ngày Tết đó thì mình đem về về với nhà mình ăn đó, mình đến mình lấy. Mấy cái món này là đặc biệt ở nhà hàng cũng có, nhưng mà được mấy cái món này phải chiên ở nhà nó mới có cái bầu không khí của cái Tết nhà mình đó. Xin mọi người cho chú đi một cái like. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye và hẹn gặp lại.